Bản tin Hoa Thịnh Đốn sáng thứ Bảy 18 tháng 2 2012 chào mừng quý khán thính giả. Mở đầu, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình Phúc Âm hàng tuần. Kế đến là bản tin phân tích thời sự và sau cùng là bài tìm hiểu về dịch vụ tài chánh. Trước tiên, mời quý vị nghe chương trình Phúc Âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse tại North Carolina do SBTN North Carolina gửi về. Đây là chương trình Phúc Âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Charlotte, bang North Carolina. Chúng tôi là linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong Giáo xứ Thánh Giuse xin kính chào quý khán giả. Kính chào cha. Kính chào cha. Phúc âm tuần này thuật lại việc Chúa Giêsu tha tội cho một người kia. Và điều đó đã làm cho các luật sĩ Do Thái thắc mắc. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Và Chúa Giêsu một lần nữa đã mặc khải thiên tính của Ngài. Chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng nước trời, Chúa đã mặc khải thiên tính của Chúa qua việc làm phép lạ, chữa lành cho rất là nhiều người bệnh, dùng quyền năng Thiên Chúa mà trừ quỷ, làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, đi trên mặt nước, vân vân. Và đoạn phúc âm tuần này, Thánh Marco thuật lại rằng, có một người bị bất toại được mang đến gặp Chúa Giêsu để xin Chúa chữa lành. Thì anh ta không những được chữa lành về phần xác mà còn được Chúa Giêsu tha tội về phần hồn. Chúa nói với anh ta rằng tội của con được tha. Và chính vì câu nói này đã làm cho những luật sĩ Do Thái thắc mắc. Các ông thắc mắc là vì các ông đã hiểu rằng tất cả mọi tội lỗi, dù lớn, dù nhỏ, đều là tội phản nghịch thánh ý của Thiên Chúa. Cho nên chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Các ông là luật sĩ, cho nên các ông đã am hiểu luật Chúa rất rõ ràng. Nhưng các ông đã thiếu sót một điều, là Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa. Thiên tính của Chúa Giêsu đã được mặc khải trong Kinh Thánh rất là rõ ràng. Và rõ ràng nhất là qua cái chết và phục sinh sống lại vinh quang. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên Chúa có quyền tha tội. Điều đó chúng ta ngày nay không thắc mắc. Thế nhưng, trong giáo hội công giáo, các linh mục có quyền tha tội. Điều đó là như thế nào? Có lẽ đây là cái đề tài mà tuần này chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút. Nếu chúng ta là người công giáo, và đã được lãnh nhận bí tích giải tội, thì chúng ta vẫn còn nhớ điều này, là khi chúng ta đi xưng tội với linh mục, thì linh mục ban phép giải tội bằng những lời vắn tắt này: Cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vậy thì linh mục lấy cái quyền đó ở đâu để mà nói rằng Cha tha tội cho con? Bởi vì chỉ có Chúa mới có quyền tha tội. Tôi xin được phép thưa ngắn gọn như thế này, là khi được thụ phong thiên chức linh mục đã được trao ban ơn Chúa Thánh Thần, và ơn này đã được chính Chúa Giêsu trao ban trong phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 21 đến câu 23. Chúa Giêsu nói: Các con hãy lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người đó được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm buộc.
Đây là một đặc ân mà Chúa đã truyền ban trực tiếp cho các thánh tông đồ. Và các thánh tông đồ đã truyền lại cho các giám mục và linh mục cho đến ngày hôm nay. Chính Chúa Kitô là linh mục, hay còn gọi là tư tế muôn đời. Qua bí tích truyền chức thánh, các linh mục đã được thông phần vào chức vị linh mục của Chúa Kitô. Cho nên khi các linh mục cử hành các bí tích, các ngài thi hành trong nhân thể Chúa Kitô, in persona Christi, có nghĩa là khi linh mục tha tội, chính Chúa Kitô tha tội. Vì thế mà linh mục phải nói bằng ngôi thứ nhất là Cha tha tội cho con. Chúng ta có thể nói rằng khi linh mục cử hành bí tích giải tội, linh mục là Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô qua con người của linh mục tha tội. Và chúng ta nhìn thấy trong giáo hội Công giáo, các linh mục có được cái quyền để tha tội là như vậy. Thưa cha, bây giờ con hiểu được qua bí tích giải tội, Chúa Giêsu ban phép tha tội của linh mục. Nhưng đối với giáo dân, xin cha cho các anh chị Công giáo cũng như không Công giáo biết là có những điều kiện gì để được tha tội. Vâng, thưa cô Phúc, có một cái hiểu lầm khá nghiêm trọng về bí tích giải tội là một số người đã hiểu lầm về bí tích này. Họ cứ tưởng là khi họ phạm tội rồi vào xưng tội với ông cha là được tha hết, rồi họ trở ra ngoài cứ tiếp tục phạm tội rồi trở vào xưng tội là được tha. Giáo huấn của giáo hội dạy rất là kỹ là có 3 điều kiện cơ bản để được lãnh nhận ơn tha tội. Thứ nhất là người có tội phải thật lòng ăn năn sám hối và quyết tâm sửa đổi. Đây là một điều kiện vô cùng quan trọng. Nếu thiếu thì sẽ không có được ơn tha tội. Điều kiện thứ hai là người có tội phải đến xưng tội với linh mục. Và điều kiện thứ ba là người có tội phải làm việc đền tội do linh mục trao phó và quyết tâm sửa đổi. Thưa cha, khi mình phạm tội, sau đó hối hận và muốn sửa đổi, qua bí tích giải tội, tội của mình được tha. Điều này hay quá, xin cha cho mọi người biết về giờ giải tội ở giáo xứ Thánh Giuse được không? Vâng, thưa anh Tuấn, giờ giải tội ở giáo xứ Thánh Giuse là vào mỗi thứ bảy từ 5 đến 6 giờ chiều. Và vào Chúa Nhật cuối tháng sau Thánh lễ 12 giờ rưỡi. Và nếu như ai trong giáo xứ có nhu cầu về bí tích giải tội trong tuần, thì xin vui lòng gọi về văn phòng giáo xứ Thánh Giuse, thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng để giúp cho các anh chị. Thì tôi hy vọng với những giờ giải tội khác nhau như vậy, thì tôi sẽ giúp được tất cả mọi người ở trong giáo xứ Thánh Giuse. Chương trình phúc âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo xứ Thánh Giuse .net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Kế đến, mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự do Bảo Lộc trình bày. Bảo Lộc thân ái kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Trong chương trình nhận định và phân tích ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị bản tin về cuộc họp thượng đỉnh Anh-Pháp. Lúc 11 giờ trưa ngày 17 tháng 2, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron đã nối lại thượng đỉnh hàng năm bị hoãn vào tháng 12 năm 2011 vì vụ khủng hoảng khu vực đồng Euro.
hai vị nguyên thủ quốc gia đã đồng ý hợp tác hiện đại nhân. Điện hạt nhân đã cung ứng 78% điện năng cho Pháp so với 19% của Anh. Sarkozy và Cameron đã chấp thuận họp hội đồng chính trị giá 790 triệu Mỹ Kim giữa hãng Rolls-Royce của Anh và hãng Aurora của Pháp để xây một nhà máy điện hạt nhân tại Hinkley Point, miền nam của xứ Sương Mù. Phần lớn cơ phận của nhà máy do người Anh chế tạo và đã tạo ra 1.500 công việc. Điện hạt nhân cung ứng 14% điện năng toàn cầu, được coi như rẻ, sạch, an toàn, đã bị khựng lại sau tai nạn điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản. Hôm 17 tháng 2, cựu Thủ tướng Niota Ken đã trực tiếp giải quyết vụ động đất sóng thần và khủng hoảng Fukushima, công khai thuyết phục người kế nhiệm Yoshihito Noda từ bỏ năng lượng hạt nhân. Hiện nay, 51 lò phản ứng của Nhật đã ngừng cung cấp điện để bảo trì, chỉ còn 3 chiếc tiếp tục hoạt động. Chính phủ đang cố thuyết phục cư dân địa phương đồng ý cho nhà máy điện hạt nhân tái hoạt động. Đức quyết định chấm dứt điện hạt nhân từ năm 2022, trong khi Tổng thống Sarkozy chỉ trích phe đối lập đòi giảm sự lệ thuộc vào điện hạt nhân. Pháp cũng đang muốn chiếm lĩnh thị trường kỹ thuật hạt nhân đang nhộn nhịp trên toàn cầu. Nhiều quốc gia hạt nhân trong thế giới sau thời gian kiểm soát, điều chỉnh độ an toàn đã bắt đầu nối lại việc xây các lò phản ứng tân tiến vì nhu cầu phát triển đất nước. Chúng tôi mời quý vị viếng khung cảnh Libya sau khi chế độ độc tài Gaddafi sụp đổ. Đêm 16 tháng 2, hàng ngàn dân chúng Libya đã tự động túa ra đường vẫy cờ, hát vang trên quảng trường Thánh Tử Đạo ở Tripoli và tại quảng trường Tự Do ở Benghazi, chiếc nôi của các cách mạng để kỷ niệm một năm lật đổ sự thống trị 42 năm của đại tá Muammar Gaddafi. Tầng chính quyền Libya đã không tổ chức lễ kỷ niệm trên toàn quốc, mà để dùng nỗ lực thiết lập quyền lực, xây dựng quân đội và lực lượng cảnh sát trong bối cảnh vũ khí tràn ngập đất nước. Tái thiết hệ thống hạ tầng, y tế, giáo dục, pháp luật quá rệu rã. Dân chúng Libya đã phấn khởi vì không còn bị đàn áp dưới chế độ độc tài và tham nhũng của gia đình Gaddafi. Tuy nhiên, họ vẫn ân hận trước tình trạng mất an ninh, trật tự trong xã hội có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia và ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tự do đầu tiên vào tháng 6. Hội đồng chưa thiết lập được những định chế chính trị đang phải đối diện với những trở lực to lớn. Các nhóm dân quân từng tham gia vào hoạt động đánh bại chế độ Gaddafi tuy cam kết trung thành với hội đồng, nhưng họ chỉ tuân lệnh của các lãnh tụ. Lợi dụng khoảng trống quyền lực hậu Gaddafi, các lãnh tụ dân quân tự xây dựng các thái ấp, thường xuyên đụng độ vì tranh giành khu vực kiểm soát. Thù hận xa xưa bắt nguồn từ quá khứ bộ tộc Libya đã họp nỗi lo âu về đất đai, quyền lực và trận chiến giữa các sứ quán. Một thành phần khác ở Benghazi đã lên án hội đồng đánh mất giá trị cách mạng, không minh bạch về nguồn lợi dầu hỏa và sử dụng các viên chức của Gaddafi. Dư luận quốc tế đang theo dõi và giúp cho dân tộc Libya đã tránh tình trạng mất kiểm soát. Đến đây là phần thông báo và quảng cáo thương mại. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tìm hiểu về dịch vụ tài chánh Visa Lilu.